Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị, sáng nay các sân cỏ nước Anh tiếp tục sôi động với những trận đấu trong khuôn khổ vòng 12 giải Ngoại hạng Anh. Trận cầu tâm điểm của vòng 12 là cuộc đọ sức giữa Manchester United với Manchester City đã không hấp dẫn như mong đợi. Trong cuộc tiếp đón người hàng xóm, huấn luyện viên Solskjaer quay lại với sơ đồ kim cương 4-4-2. Paul Pogba bất ngờ có tên trong đội hình xuất phát cùng với Fred và McTominay, hỗ trợ cho số 10 Bruno Fernandes ở phía trên hai tiền đạo là Rashford và Greenwood. Trong khi đó, huấn luyện viên Pep Guardiola cho thấy sự cẩn trọng khi dùng sơ đồ 4-2-3-1 thay vì 4-3-3 quen thuộc. Fernandinho xuất trận cùng với Rodri làm lá chắn cho hàng thủ của Man City. Trung vệ John Stones tiếp tục được tin dùng bên cạnh Ruben Dias. Trong khi đó, tiền đạo Sergio Aguero vắng mặt không rõ lý do. Với sự cẩn trọng mà hai đội thể hiện ngay từ đầu, trận đấu đã diễn ra không thực sự hấp dẫn. Trong khoảng vài phút đầu tiên của trận đấu, cầu thủ hai bên thi đấu giằng cò và tạo ra các cơ hội không thực sự rõ ràng. Manchester United là đối hiệp không thành của Man City với các tình huống thoát xuống của Fernandes ở phút thứ 11 và pha băng vào dứt điểm hụt của McTominay ngay sau đó. Phút thứ 20, Manchester City có pha bóng nguy hiểm đầu tiên khi Sterling đột phá giữa vòng vây các hậu vệ áo đỏ và dứt điểm ở cự ly gần. Tuy nhiên, cú sút của anh vẫn bị Maguire cản phá. Tấn công bế tắc, Manchester City suýt phải trả giá ở phút thứ 30 vì sai lầm của thủ môn Ederson. Đường chuyền đầu của thủ môn người Brazil bị Fernandes cản lại, mở ra cơ hội dứt điểm cho Pogba, nhưng cầu thủ này lại sút bóng không tốt. Bước vào hiệp 2, Manchester City và Manchester United vẫn giữ cách tiếp cận trận đấu như cũ. Manchester United tiếp tục là đội có những cơ hội trước. Phút thứ 48, Fernandes mở bóng đẹp cho Rashford thoát xuống. Kay Walker phạm lỗi trong vòng cấm. Sau ít giây lưỡng lự, trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m. Những tưởng đội chủ nhà sẽ được hưởng phạt đền thì VAR lại chỉ ra rằng Rashford đã rơi vào thế việt vị. Ít phút sau, vẫn là Rashford thoát xuống bên cánh trái và tung cú sút quyết đoán nhưng không chính xác. Sau tình huống này, trận đấu lại trở lại thế giằng co quyết liệt. Phút thứ 68, Manchester City có cơ hội để ghi bàn. Gabriel Jesus phá bẫy ở vị và thoát xuống áp sát khung thành của De Gea, sau đó nhả ngược lại cho Kevin Reiner dứt điểm. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ lại sút bóng chìm, giúp Maguire kịp thời băng về cản phá thành công. Trong khoảng thời gian cuối trận, hai đội thi đấu giằng co và không có nhiều cơ hội ghi bàn, tỷ số hòa giữ đến hết trận đấu. Trong ngày mà Manchester United và Manchester City cua điểm với tỷ số hòa 0-0, thì trận đấu đáng chú ý còn lại là cuộc đọ sức giữa Everton với Chelsea đã phân định thắng bại. Everton dù đang có phong độ, chiều sâu đội hình kém hơn Chelsea, nhưng với đấu pháp hợp lý và lợi thế sân nhà, đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã chơi rất tốt và giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là Sigurdsson. Kết quả các trận đấu còn lại của vòng 12 giải Ngoại hạng Anh diễn ra sáng nay như sau: Wolves thua 0-1 trước Aston Villa, Newcastle United giành chiến thắng 2-1 trước West Brom. Tính đến thời điểm này, Tottenham và Liverpool vẫn đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm. Chelsea đứng thứ 3 với 22 điểm. Leicester City đứng thứ 4. Manchester United và Manchester City đã tụt xuống vị trí thứ 8 và thứ 9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận về kết quả trận đấu. Hãy đăng ký kênh và bấm chuông để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.